chiếc kẹt ha, bên ngược chiều bên phải ha, kẹt cả máy cắt và máy kéo luôn ha, máy kéo lúa đó, chạy cũng thịt khối luôn nè. Chiếc cấu bây giờ là chỉ ve ve lời không, không đâu dám tới nữa đâu. Chiếc gà chấu đây các bạn là 150 mét, giờ chỉ là ve thôi, không dám tiến tới nữa rồi. Chiếc xe lan chấu từ vừa nãy vượt lên được có vài chục mét vậy, chưa có ra xa khỏi nữa. Hiện giờ đang ùn tắc là khoảng 2 cây số. Cái neo trước của nó quá trời khủng luôn nè, dính một nùi gác luôn nè, nùi gác nó cũng khủng lắm. Giờ chỉ gan ti thôi ha. Xuôi nó thả theo cũng rất nhanh, nhanh quá phải lui lại cho xuống ve lại đó, nó hơi đứng lại, ban đầu đây đạp lên vô số tới liền chút ha, ủi lần cái rồi ngưng lại liền, ủi cái ngưng bẻ lái ha. Trước mặt mình là trên cái ghe mua dừa, cái mua dừa cũng gần, cũng gần quê mình ở đây nè ha, cách khoảng 10 mấy cây số mua dừa, nó đậu ở đây luôn hả, đậu mua dừa tự nó chứng kiến là sang nguyên cái con sông là tự nó xà lan xà ùn tắc dữ, mấy anh cũng không biết rõ nguyên nhân gì, mình nói là do mắc cạn, thang nước cạn á, tại bị vướng vậy nó ùn tắc rồi. Mấy chiếc tàu dầu khí này của họ là Hoàng Sơn không á. Lâu lâu bẻ bánh lái ha, vô số bẻ bánh lái nha. Cái chân dịch đập nó cũng khủng ha. Nhả cái ầm nước liền. Đó, chiếc làng cháu từ giờ nãy cách khoảng mình được không được 500 mét đó các bạn. Từ thời gian cũng dài lắm rồi đó. Cuối cùng là cái chiếc xà lan dầu khí của Hoàng Sơn là cái chiếc cuối cùng đó ha, là nguyên một đòn của nó nè, đòn của nó là bị ùn tắc nè, gần nó cũng gãn ra ha, nước cũng dâng lên rồi.